Tử vi tuổi Thìn tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích cực và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Thìn sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 12 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 dương lịch, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thìn. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Thìn sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 12, tức ngày 14 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, Giáp Thìn 1964. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 12 năm 2020, tức ngày 26 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 và mệnh chủ Mậu Thìn sinh năm 1988. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 12, tức ngày 7 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 và mệnh chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 12, tức ngày 25 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 12, tức ngày 6 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành đậu thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Tháng 12 âm lịch, dưới sự tác động của cục diện Sửu Thìn tương phá, nên công việc của tuổi Thìn không tiến triển như mong muốn. Đây là một tháng đầy khó khăn với bạn. Tưởng rằng thời điểm này bạn gặt hái được thành quả
sau cả một năm dài cố gắng. Nhưng thực tế, bạn vẫn phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Cần tập trung vào công việc, tránh để sơ hở, kẻo tiểu nhân hãm hại, ngấm ngầm giở trò khiến bạn gặp phải rắc rối. Thầy Gia Cát khuyên bạn cần kiên định với lập trường của mình, chớ nên nóng nảy mà làm hỏng bao công sức cố gắng. Nếu có tranh chấp xảy ra, bạn cần bình tĩnh, phân tích xem mình đúng hay sai để có cách cư xử cho đúng mực. Các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 12 cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hanh thông. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên tuổi Thìn hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo bên mình vòng tay tam giác khai vận, vòng sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, mặt tài lộc. Tình hình công việc không được tốt nên trong tháng này, tài lộc của người tuổi Thìn rất ảm đạm, tiền làm ra không đủ chi tiêu. Trước khi nghĩ đến chuyện làm giàu, cần phải quản lý chặt chẽ số tiền của mình đang có, tránh đưa ra những quyết định vội vàng dẫn tới tiền mất, tật mang, hối tiếc sau này. Thời điểm này, bạn cũng sẽ mất một khoản tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa mộ phần. Bản mệnh cần chú ý chi tiêu hợp lý, không nên lãng phí vào những vấn đề không cần thiết. Đừng chạy theo phù phiếm, xa hoa. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ ba, tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Thìn trong tháng này cũng khá ảm đạm, thậm chí cục diện tương phá còn cảnh báo trước những đổ vỡ nếu bạn không chú ý đến cách cư xử của mình. Những người đã có gia đình hay bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn, xung đột liên tục. Tính tình bạn nóng nảy sẽ khiến chuyện bé xé ra to, căng thẳng cực độ. Dù có bực tức thế nào đi chăng nữa, bạn cũng nên kiềm chế sự giận dữ, chú ý đến ngôn từ. Hãy dành cho đôi bên khoảng thời gian cần thiết để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục thảo luận vấn đề. Mối quan hệ giữa bạn và con cái cũng không được tốt, khoảng cách và suy nghĩ của các thế hệ là không giống nhau. Việc bạn cần làm là lắng nghe mong muốn của con, chứ không phải áp đặt suy nghĩ của mình, bắt con phải thực hiện theo. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như có nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, Thân, Tí, Thìn. Vòng là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, mặt sức khỏe. Những gia chủ tuổi Thìn sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 12 này, nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của mình. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Bạn cần chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Giáp Dương Mộc gặp kỳ âm thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Về sức khỏe, trong tháng 12, tuổi Giáp Thìn ít khi ốm đau nặng, song bản mệnh nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là về vấn đề ăn uống. Để may mắn hơn trong cuộc sống, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, Thân, Tí, Thìn. Vòng là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát và mang lại bình an cho bản mệnh.
Thứ hai, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bính Dương Hỏa gặp kỷ âm thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các tuổi Bính Thìn, nếu có cơ hội, cần phải biết nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Về sức khỏe, người tuổi Bính Thìn nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Bản mệnh cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, phòng tam giáp khai vận, Thân, Tí, Thìn để tăng cường vận khí, chiếu cát lành, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ trong mọi bước đi của bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Thứ ba, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Tính cách của người Mậu Thìn có phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói, hậu khá bị động trong chuyện đối nhân, xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Mậu Dương Thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh. Nên có những cách ứng xử hợp lý, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Để tăng thêm tài lộc, các gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000. Người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vốn là người có tính tình thẳng thắn, cương trực. Họ có suy nghĩ thuần khiết và không có mưu đồ hãm hại ai cả. Tuy nhiên, cảm xúc của người này thường lên xuống, thay đổi thất thường nên khiến cho người khác cảm thấy khó nắm bắt. Bước sang tháng 12 âm lịch, Canh Dương Kim gặp kỷ âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Thìn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.